giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hoài Sa công khai khẳng định dừng chuyện tình cảm với Trọng Hiếu khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đầu tháng 1 năm 2020, màn tỏ tình của Hoài Sa dành cho Trọng Hiếu trên show truyền hình Tình Yêu Hoàn Mỹ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả vì quá chân thực và xúc động. Sau khi chính thức nắm tay nhau ra về, tình cảm của hoa hậu chuyển giới Hoài Sa và Trọng Hiếu luôn được chân tình đặt nhiều kỳ vọng. Cho đến mới đây, sau gần nửa năm cho nhau cơ hội bước sâu vào thế giới của đối phương, Hoài Sa chia sẻ cô và Trọng Hiếu đã quyết định ngừng tìm hiểu. Không chỉ trải lòng về chuyện tình cảm sớm nở chóng tàn với Trọng Hiếu, nữ ca sĩ chuyển giới còn chia sẻ nhiều về những kế hoạch trong thời gian tới. Khi được hỏi, nói về chuyện tình cảm, lâu rồi không thấy Hoài Sa và Trọng Hiếu xuất hiện cùng nhau, thậm chí hai bạn cũng không còn tương tác nhiều trên mạng xã hội trước kia. Hoài Sa cho biết, cách đây không lâu tôi và Trọng Hiếu có hợp tác với nhau trong một dự án của anh ấy. Tuy nhiên sau sản phẩm đó, chúng tôi đã quyết định mới cho mối quan hệ của mình. Cụ thể hơn, trước khi tôi sang Thái Lan, tôi và Hiếu đã dành cho nhau một khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò để bắt đầu một tình yêu. Nhưng đến hiện tại, sau khi suy ngẫm lại, chúng tôi đã quyết định dừng lại mối quan hệ này. Chúng tôi không thể vượt qua mối quan hệ bạn bè, không thể tìm hiểu để phát triển lên một tình yêu được nữa. Hiện tại Hoài Sa và Trọng Hiếu sẽ tập trung phát triển sự nghiệp và bỏ qua chuyện tình cảm. Đây là khoảng thời gian tôi như đang được sống lại để làm nghề, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Vậy Hoài Sa đã nói chuyện này với Trọng Hiếu như thế nào và phản ứng của anh ấy như sao? Chúng ta đã nói rõ ràng để dừng lại chuyện tình cảm này. Tuy nhiên cảm xúc của hai đứa đều rất bình thường. Trước đó chúng tôi đã có những tín hiệu dự báo mà cả hai cùng nhận thấy. Hoài Sa và Trọng Hiếu có thể cùng nhau tâm sự, chia sẻ. Tuy nhiên khao khát chinh phục, muốn gần gũi đối phương thì không có. Về phía Hoài Sa, tình cảm đơn phương 5 năm về trước của tôi đã bị bão hòa, không tiến cũng không lùi. Sau tất cả, tôi dần nhận ra tình cảm đó chỉ là sự cảm mến dành cho một tài năng chứ không phải là tình yêu. Tuy nhiên, màn tỏ tình của Hoài Sa và Trọng Hiếu trên sóng truyền hình đã có rất nhiều cảm xúc. Bạn không sợ bị nói ra những lời này sẽ bị phản ứng khán giả hay sao? Tôi thừa nhận ngay thời điểm đó cảm xúc của chúng tôi là thật. Lý do sau nhiều năm gặp lại, Trọng Hiếu không ngờ tôi đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Còn với Hiếu, tôi không giấu được cảm xúc bồi hồi và xúc động. Tuy nhiên sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhận ra mình không hợp nhau. Có chăng lựa chọn của tôi đã không đúng? Tôi thấy khán giả đang hiểu sai mối quan hệ của chúng tôi. Việc dắt tay nhau ra về không đồng nghĩa việc cả hai sẽ trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Chính sự hiểu lầm này đã khiến mọi người kỳ vọng và bắt buộc tôi và Trọng Hiếu phải thành đôi, thậm chí đi đến một cái kết đẹp. Điều này hoàn toàn không đúng. Tôi đồng ý, những chia sẻ của tôi trên sóng truyền hình khiến mọi người đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng cho chuyện tình cảm này. Tuy nhiên đến hiện tại, tôi mong mọi người hãy tôn trọng cảm xúc của người trong cuộc. Sau khi có màn tỏ tình gây sốt tại chương trình, Hoài Sa bất ngờ gọi là bạn gái Trọng Hiếu, người yêu Trọng Hiếu, thay cho danh xưng hoa hậu chuyển giới Hoài Sa. Bạn có buồn vì điều này không? Tôi nghĩ sau những chia sẻ tôi vừa nói, mọi người nên gọi tôi là hoa hậu chuyển giới Hoài Sa thay cho những cách gọi kia. Trong khoảng thời gian ngắn cho nhau cơ hội tìm hiểu, Trọng Hiếu có làm điều gì khiến Sa xúc động không? Đáng nhớ nhất chắc là lúc anh ấy gọi và hát cho tôi nghe trong đúng dịp sinh nhật của tôi. Chỉ đơn giản như thế, điều khiến tôi bất ngờ và xúc động. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Trọng Hiếu đã từng chia sẻ anh ấy không tin vào việc tồn tại một tình yêu chân thành giữa những người trong showbiz. Hoài Sa có nghĩ lý do này khiến anh ấy không mở lòng với bạn? Tôi nghĩ anh ấy luôn mở lòng với chứ, nhưng quan điểm của Trọng Hiếu về tình yêu khác với nhiều người và khác luôn với Sa. Với tôi cho rằng những người hoạt động cùng nghề với nhau sẽ dễ dàng có tình cảm hơn. Cũng có thể Trọng Hiếu đã gặp phải những điều gì đó tiêu cực mà tôi không biết, nên anh ấy mới nói sợ tình yêu trong showbiz như vậy. Tuy nhiên, tôi mong anh ấy sẽ có cái nhìn mới hơn về chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.